lưng ơi. Ê, qua lấy ơi, đừng sợ. Ai sao chị lại vậy? Đúng rồi, mạnh lên em, mạnh lên em trai, mạnh lên em trai, mạnh lên. Xuyên lũng khung thành luôn em. Ôi. Thúi quá, thúi nghỉ đi, không chơi nữa thúi quá. Bên phải là khung thành của đội màu đỏ, hãy bảo vệ. Bên trái màu xanh, hãy bảo vệ. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. 3 phút hiệp đầu tiên, xin mời. Không giờ không lộn, giờ không chịu đâu. Lấy cho Bạch nó ra, lấy cho Bạch nó ra. Ngậm luôn anh. Đúng rồi, mạnh lên em, mạnh lên em trai, mạnh lên em trai, mạnh lên. Xuyên lũng khung thành luôn em. Ôi. Trời ơi. Nè. Ghê quá. Ngậm. Ê! Thôi. Quên. Trời ơi. Thổi mạnh lên. Thổi vô. Anh ghê kìa. Thổi vô anh Bình. Thúi quá, thúi nghỉ đi, không chơi nữa thúi quá. Trời. Thúi. Bây giờ chúng ta chưa công bố vội chơi tiếp đi chứ thúi quá. Rồi. Rồi ai cũng gì bỏ tôi vậy? Ủa dạ bên mình hả? Đấy lúc hết ba hết đi. Phật khóc. Rồi. Chơi rồi.
Đúng rồi em, đúng rồi. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên cho anh. Em muốn lầu phát luôn. Thưa quý vị là ra khỏi sân bóng luôn, quá dữ dội. Qua bên trước. Ngơ ngơ ngơ. Nó cắn tôi nè. Ủa cái gì có đút ăn nữa hả? Trời ơi, cắn mớp cái banh luôn, ghê thiệt. Ghê lắm. Ghê lắm. Ra biên. Sao sao. Chị dạ đi anh, chị dạ vô có hình. Thôi, thẳng cho vô luôn anh ơi. Vô rồi. Không có giờ. Trời ơi. Trời ơi, tôi chuyện banh vậy thôi, muốn gì nữa. Nè, coi coi dạ nè. Gắn ghê. Thổi đi, thổi đi, nước biếc. Cái gì vậy? Trời ơi, chạy rồi ha. Đuổi chặt nó đi. Chém. Kè, chạy. Trời ơi, ăn đi già. Cái gì vậy? Trời ơi, chạy sợ vô cái thiệt á. Hết giờ luôn rồi. Vẫn còn đây. Bây giờ nè, bây giờ chúng ta tập trung nè. Ngân, bình tĩnh nè, rồi đó. Rồi, Ngân nè em, Ngân đó em. Mẹ Ngân ngồi đi. Dừng lại, dừng cuộc chơi. Nghĩ trời. Tan nát đời qua rồi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy banh bàn mà nước miếng không luôn á. Thưa quý vị, thường thì sau những trò chơi mà có cái con số phải đếm thì MC sẽ là người bóc và đếm. Riêng hôm nay thì chúng tôi dùng camera để ghi lại và đếm từ camera, không có hành động bóc ở đây, rất là nguy hiểm tới gia đình. Và chúng tôi sau khi kiểm đếm từ camera thì đội trẻ mang về 9 quả. Và đội lớn tuổi già tí mang về 13 quả. Ủa bên đây Khung Thành, bên đây quá trời trời. Bên đây hơn mà. Xin lỗi à, bên nào nước nhiều bên đó thắng. Và hồi nãy là có sự hỗ trợ của Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Đúng. Mà cũng không thắng nổi người ta. Anh Giang giả mang. Chơi xong em choáng váng luôn. Giang dễ sợ luôn. Sao choáng váng? Không biết nữa. Không biết là do nước nhiều quá hay là... Em nhận ra một điều, nước miếng ai cũng thúi một mùi à. Thúy Ngân là người dũng cảm nhất luôn á. Thúy Ngân đứng giữa hai hai làn đạn. Có một cái bóng tới là như là thịt khoáng vậy đó. Thưa quý vị, chúng ta đến với game tiếp theo của chương trình 7 nụ cười.